Đây tiếp tục là kỳ họp nhận được nhiều lượt ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bao quát mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh an toàn và phản ánh được tiếng nói nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới nghị trường. Bày tỏ sự phấn khởi, rất đáng tự hào trước những kết quả mang tính nổi bật và toàn diện của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự chủ động kịp thời của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt khẩn trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng tỉnh vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội và môi trường, lập nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới với 7 năm liên tiếp Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng hai con số. Nhiệm vụ năm 2023 và chủ đề công tác năm: nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân nhận được sự quan tâm rất lớn của các đại biểu. Các ý kiến cho rằng để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ hơn. Nguyên nhân hết sức quan trọng đó là quy hoạch chậm. Trong bối cảnh đó thì xúc tiến đầu tư chỉ còn trông vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nơi đã có quy hoạch tương đối là rõ nét. Cho nên tôi đề nghị phải thống nhất cái nhận thức rằng cái định hướng có cái chủ trương rằng những cái dư địa còn lại là vốn quý về sau. Không thúc ép, không xúc tiến bằng mọi giá, chỉ dành những dư địa còn lại cho công nghệ cao, cho chất lượng cao. Hiện nay các cái đường kết nối từ cái đường xương sống, có nghĩa là đường cao tốc vào đến các cái khu công nghiệp ấy, thì chưa hoàn thiện. Và như vậy thì chúng ta cũng cần phải có đánh giá, xem xét và cần phải có những cái giải pháp đầu tư sớm các cái đường kết nối từ các cái đường cao tốc vào các khu công nghiệp, kể cả những khu công nghiệp đã lựa chọn được nhà đầu tư hoặc các khu công nghiệp chưa lựa chọn nhà đầu tư. Liên quan tới kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 đến 2025, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2023, các đại biểu cũng đề nghị phải định hình rõ hơn các cơ chế biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm tới, khắc phục hiệu quả khâu yếu nhất kéo dài nhiều năm, nhất là khâu chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu tăng thu tối đa các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo dự toán đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đặc biệt là thu nội địa, rà soát kỹ lưỡng, đánh giá khả năng thu ngân sách từng sắc thuế, nhất là liên quan tới thu tiền sử dụng đất. Đất đai cũng là tiền và ngân sách là nguồn lực của quốc gia này, của người dân, tài nguyên khoáng sản khác nữa. Thì vấn đề là khai thác hợp lý, sử dụng có hiệu quả, tôi nghĩ đấy mới là quan trọng. Các đại biểu cũng cho rằng, mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới có tăng so với cùng kỳ, nhưng số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể, phá sản thì vẫn còn cao. Công chí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành sau kỳ họp này thì cũng cần có cái buổi khảo sát, cần phải giao cho các cái sở ngành ấy cũng có cái buổi khảo sát cùng hiệp hội doanh nghiệp thì lúc ấy đánh giá thực trạng nó chính xác, thì từ đó về thì bắt đầu ý có cái báo cáo với lãnh đạo tỉnh thì tìm cách nào đó tháo gỡ thôi, thì không được nhiều được ít thì có cái động viên hay có cái phần nào đó. Trên thực tế nói thì cuối năm 2022 này và chúng tôi nhận định năm 2023 là một năm cực kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp. Các đại biểu đồng tình cao với việc tỉnh tiếp tục quan tâm dành nguồn lực thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã thôn bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên cần làm rõ hơn về cơ chế phân bổ nguồn lực và nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh, vốn đối ứng ngân sách cấp huyện thực hiện. Có hai cái điều mà tôi quan tâm, nếu như không có nó lại như mọi năm. Một là cái kế hoạch hay là cái đề án gì đó. Để đạt được mục tiêu đề ra thì nó phải có đề án, kế hoạch và lộ trình phân bổ cho nó những nguồn lực để đảm bảo để tổ chức triển khai thực hiện được. Thứ hai nữa là bây giờ muốn nâng được cao cái chất lượng đời sống nhân dân ấy, thì phải từ sản xuất. Tôi đề nghị là phải có 30%, tối thiểu 30%. Khi được phân bổ của các địa phương phải dành ra tối thiểu 30% để hỗ trợ phát triển sản xuất. Thảo luận tại hội trường đã có 15 ý kiến phát biểu. Xung quanh nội dung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, các đại biểu đề nghị quan tâm nhiều nhất tới các lĩnh vực y tế, giáo dục và nước sạch. Đối với y tế, quan tâm sớm triển khai đầu tư nâng cấp đối với 69 trạm y tế xã phường đã xuống cấp và chưa được đầu tư các trang thiết bị đồng bộ. Sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu một số thuốc, vật tư y tế, cũng như là 30 trạm y tế chưa có bác sĩ, để giảm bớt cái phần ảnh hưởng nhiều về cái chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đối với giáo dục đào tạo, đề nghị quan tâm sớm hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho chương trình sách giáo khoa,
để đảm bảo được đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tôi quan tâm đến cái nội dung mà người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn là đạt 70%. Để thực hiện tốt được cái việc đó thì ngoài cái việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho các dự án về nước sạch thì đề nghị tỉnh cũng phải dành các cái nguồn lực để đầu tư nâng cấp sửa chữa như đại biểu của Hạ Long đã phát biểu. Và đồng thời với đó thì cũng tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng các cái hệ thống mà lọc nước trong cá nhân hộ gia đình hoặc là nhóm hộ gia đình thì nó cũng rất là phù hợp để mà làm sao để nâng cao cái đạt được cái chỉ tiêu này đối với các cái xã vùng sâu vùng xa rồi các cái xã đảo. Về tờ trình chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh, các ý kiến tán thành cao với việc ban hành nghị quyết này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh, thu hút nguồn nhân lực cho tỉnh cũng như là góp phần thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên cần phải làm rõ hơn một số nội dung liên quan tới mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con của công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Là đề nghị tăng mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, đang học tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục, lên mức tối đa là 240.000 đồng trên tháng trên trẻ, đặc biệt là động viên người lao động để yên tâm lao động sản xuất. Liên quan tới chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, hướng đến đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung rõ hơn một số giải pháp để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới bảo hiểm y tế. Thì cần phải tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho người dân nắm được các cái thủ tục về mua thẻ bảo hiểm y tế, cải cách hành chính tạo sự thuận lợi, giảm thời gian trong khâu phát hành thẻ và đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra giám sát tới từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo người lao động có thẻ bảo hiểm y tế. Bởi vì trên thực tế cũng cá biệt vẫn có doanh nghiệp, tổ chức rất là chậm trễ trong việc làm thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân, cho nhân viên. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cũng như các chủ trương, cơ chế, chính sách đề ra, các đại biểu nhắc nhiều tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phải có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì sự phát triển chung của tỉnh, khắc phục tình trạng một số cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm. Để thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra giữ ổn định để phát triển, giữ vững trong ấm ngoài êm, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất quán trong tập thể, trên dưới đồng lòng, quấn túm, chia sẻ khó khăn, đưa ra bàn bạc dân chủ nhưng phải đi đến thống nhất, tìm cách giải quyết đến cùng, gắn trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân, động viên khích lệ tinh thần làm việc, đổi mới sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, bảo vệ cán bộ tâm huyết, trăn trở, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung, tăng cường vai trò hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết dứt điểm những khó khăn, những việc tồn động mang tính lịch sử lâu năm, chưa có tiền lệ ngay từ cơ sở. Cũng trong phiên thảo luận, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến liên quan tới việc bổ sung mục cơ chế, biện pháp điều hành, huy động nhiều hơn nguồn lực của người dân tham gia vào việc hoàn thiện hạ tầng ở các địa phương, tập trung giải quyết những tồn tại lâu nay tại các khu đô thị, nổi bật là vấn đề ngập cục bộ tại các khu đô thị khi mưa lớn hay do chiều cường dâng cao, quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch mới có tiềm năng và giải pháp để văn hóa phát triển ngang tầm với kinh tế xã hội. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với sự điều hành linh hoạt khoa học của chủ tọa. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó làm sáng tỏ tận cùng nhiều vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm, trong đó có vấn đề thực trạng giải pháp thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh. Chất vấn về thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Các câu hỏi của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung vào các nội dung về nguyên nhân dẫn đến kết quả thu hút FDI năm 2022 không đạt được mục tiêu đề ra, những khó khăn vướng mắc chung của các dự án FDI khi đầu tư kinh doanh tại tỉnh. Đề nghị đồng chí cho biết là nguyên nhân dẫn đến cái việc mà kết quả thu hút FDI không đạt mục tiêu đề ra. Và trong năm 2023, chủ đề công tác 5 của Ủy ban dân tỉnh là chủ đề là nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Thì đề nghị đồng chí là cơ quan sở, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thì đề nghị đồng chí có những cái giải pháp nào để thực hiện tốt cái chủ đề công tác năm.
Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Phó trưởng ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư đã thẳng thắn nhận trách nhiệm đối với kết quả thu hút vốn FDI năm 2022 chưa đạt kế hoạch đề ra, đồng thời phân tích, chỉ ra một số nguyên nhân của vấn đề như việc đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm, chưa đồng bộ, công tác xúc tiến đầu tư còn chậm đổi mới, năng lực của các doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế, chưa hỗ trợ được cho các doanh nghiệp FDI hình thành các chuỗi sản xuất đồng bộ. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khách quan cũng ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư của tỉnh như ảnh hưởng của dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine. Làm rõ hơn nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thu hút vốn đầu tư FDI chưa đạt mục tiêu đặt ra xuất phát từ việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch và nguồn đất phục vụ cho các hoạt động san lấp mặt bằng. Chính quyền của thị xã Quảng Yên cũng có cái trách nhiệm trong cái việc mà giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch, thế rồi là nguồn đất san lấp thì bây giờ là của Sở Tài nguyên Môi trường, thế rồi kết hợp với chính quyền địa phương nữa. Để như thế là có cái nguồn đất san lấp cũng bị chậm. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất của chính quyền. Thứ hai nữa là dự kiến cái nguồn năng lượng để cung cấp cho các cái khu công nghiệp thì theo tiêu chí thì từ ngày xưa là rất thấp. Thế nhưng bây giờ đến khi mà người ta, các nhà đầu tư vào, người ta yêu cầu, nhu cầu sử dụng thì lại rất lớn. Và rất lớn thì báo cáo đồng chí là không phải là đùng cái nói là có ngay để nguồn điện được. Mà phải đầu tư ở đây là nguồn đầu tư công của EVN đầu tư để kéo cái đường điện đến chân hàng rào khu công nghiệp. Thế rồi nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải đầu tư trạm biến áp thì mới có thể cung cấp được điện cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Thì hai cái này đều là không đạt được tiến độ do chúng ta xác định nhu cầu sử dụng điện trong các cái khu công nghiệp là không sát với thực tế. Trách nhiệm này là của ban quản lý. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả thu hút vốn đầu tư FDI không đạt mục tiêu là do tiến độ đầu tư hạ tầng đối với diện tích đã được bàn giao mặt bằng của các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm, chưa đồng bộ. Để khắc phục vấn đề này thì trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ký cam kết về tiến độ đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đồng thời tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát về tiến độ triển khai trong thực tế. Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã rất nỗ lực cố gắng trong việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng, mở ra khả năng kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế, đồng thời không ngừng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng các quy hoạch chiến lược với sự tham gia của các tư vấn hàng đầu thế giới, từ đó tạo dựng được niềm tin của các nhà đầu tư đối với các định hướng phát triển ổn định của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế và yếu kém. Về giải pháp trong năm 2023 và những năm tới, đồng chí yêu cầu cần phải ra soát, xây dựng giải pháp xúc tiến thu hút đầu tư một cách tổng thể, bài bản. Chúng ta phải tiến hành rà soát lại quy hoạch các cái khu công nghiệp, đánh giá thực trạng về vấn đề quản lý sử dụng đất, vấn đề đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp và ngoài hàng rào khu công nghiệp để đảm bảo cái sự kết nối đồng bộ giữa ngoài khu công nghiệp với trong khu công nghiệp, trong đó có các hạ tầng thiết yếu như là hạ tầng kỹ thuật, về giao thông, về cấp điện, cấp thoát nước, rồi vấn đề về viễn thông, rồi nhà ở cho công nhân lao động mà chúng ta đã định hình ở các khu công nghiệp trọng điểm, khu kinh tế trọng điểm. Rà soát quy hoạch bên trong khu công nghiệp để xem phân khu, để xem quy hoạch sử dụng mặt bằng, các cái quy hoạch liên quan. Rà soát quy hoạch các cái điểm mỏ đất san lấp phục vụ chuyên cho các khu công nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá mô hình cách thức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư của các sở ngành được giao trách nhiệm, đảm bảo hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai một cách thống nhất, hiệu quả nhất. Đối với diện tích trên 500 ha tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, phải có kế hoạch cụ thể về thu hút các dự án đầu tư. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay, các đại biểu cũng dành thời gian làm rõ các giải pháp sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay thì còn có một số ý kiến băn khoăn lo ngại việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp thì có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu vực ven biển và gần nguồn nước sinh hoạt. Thì đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết là việc sử dụng các loại vật liệu san lấp này thì có đảm bảo các cái tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường hay không, và kết quả đánh giá tác động môi trường khi sử dụng loại vật liệu này là như thế nào ạ? Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trần Như Long nhấn mạnh, hiện nay lượng đất đá thải mỏ của ngành than trung bình một năm là vào khoảng 150 triệu mét khối.
Lượng đất đá thải mỏ này gây áp lực rất lớn về diện tích các bãi đổ thải, ô nhiễm môi trường và nguy cơ sạt lở các bãi thải, tăng chi phí sản xuất của ngành than. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đất san lấp đối với các dự án đầu tư hạ tầng tại Quảng Ninh là rất lớn. Để khắc phục vấn đề này thì trong những năm qua, Quảng Ninh đã tích cực vào cuộc báo cáo cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ tại một số địa phương để phục vụ san lấp mặt bằng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay thì 4 vị trí được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép khai thác để phục vụ cho hoạt động san lấp. Đồng thời tỉnh cũng đã quy hoạch thêm 32 vị trí khai thác với trữ lượng khoảng 1 tỷ mét khối. Cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn đều cho thấy là việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp không gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu vực ven biển gần nguồn nước sinh hoạt. Trong thực tiễn vừa qua thì báo cáo với đồng chí là các cái mẫu phân tích, chúng tôi phân tích các cái hàm lượng mà có thể gây độc hại như là độ pH, arsen, thủy ngân, phenol, xenon, cyanua, thì tất cả các cái chỉ số này đều trước khi đưa ra đều nằm trong cái ngưỡng cho phép theo quy chuẩn Việt Nam và quy chuẩn của địa phương. Báo cáo các đồng chí là quy chuẩn môi trường của địa phương của tỉnh ta ấy, so với quy chuẩn của Việt Nam có nhiều chỉ tiêu còn cao hơn tiêu chuẩn chung của Việt Nam thì đều đạt hết. Thế và thực tế thì khi mà triển khai chúng tôi cũng tiếp tục quan trắc thì tất cả các chỉ số này sau hơn 2 năm nay đều luôn luôn ở cái ngưỡng mà có thể nói là mình an toàn, không bị ảnh hưởng bởi những cái tác động do cái vật liệu đất đá thải mỏ để sử dụng. Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, vấn đề sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp đã được nghiên cứu từ nhiều năm nay và đã có những nghiên cứu khoa học để chứng minh hiệu quả. Thực tiễn là tại Quảng Ninh cũng cho thấy việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp cần phải được tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra hiện nay là cách thức triển khai thực hiện phải đảm bảo tối ưu nhất về kinh tế, môi trường cũng như là công tác quản lý nhà nước. Phương thức triển khai phải mang tính liên ngành, liên vùng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành địa phương và doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Chuyển đổi số có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược. Vậy đâu là giải pháp để tỉnh thúc đẩy mạnh mẽ hơn chuyển đổi số? Làm sao để thu hút sự chủ động của người dân tham gia vào nội dung này, cũng như việc phủ sóng di động vùng lõm? Đây là nội dung được các đại biểu đặt ra để chất vấn Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh trong chiều nay. Trước câu hỏi của đại biểu Tổ đại biểu thành phố Hạ Long, đề nghị làm rõ tiến độ và kết quả thực hiện chương trình chuyển đổi số tại Quảng Ninh, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, qua năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã tạo ra những kết quả tích cực gắn với vai trò chỉ đạo điều hành rất quyết liệt của tỉnh. Hiện Quảng Ninh đang đứng đầu cả nước về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 4 đang ở tỷ lệ là 73,67%, tức là gấp đôi so với trung bình cả nước. Quảng Ninh là một trong các tỉnh đi đầu trong kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như các bộ ngành để phục vụ tổ chức người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính. Là một trong ba tỉnh đầu tiên đã hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu dân cư. Đặc biệt, chỉ số sẵn sàng về công nghệ thông tin ICT của Quảng Ninh có nhiều cải thiện. Đây là một cái chỉ số có thể nói là năm 2022 cải thiện lên rất là nhiều. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử. Đây là điểm yếu, điểm tồn tại của năm 2021. Thì năm 2022 là đã được khắc phục một cách rất là cơ bản và triệt để. Hiện nay là tỷ lệ hồ sơ ở cả ba cấp của chúng ta đã tăng 60% so với năm 2021. Ở cấp tỉnh là đạt 90%, tăng 2 lần so với 21. Ở cấp huyện là đạt được là 80%, tăng 3 lần. Và đặc biệt là ở cấp xã là đã đạt được 70%, tăng 4 lần so với lại năm 2021. Các đại biểu cũng đề nghị người đứng đầu ngành thông tin truyền thông làm rõ vấn đề phủ sóng vùng lõm của tỉnh Quảng Ninh. Qua khảo sát thực tế và phản ánh của cử tri, thì ở một số thôn bản, điểm dân cư, sóng còn yếu, nhất là các cái vùng miền núi, biên giới và hải đảo. Ngay tại khu đô thị như địa bàn thành phố Hạ Long, thì có khu vực không có sóng 3G, 4G và 5G, chỉ có mạng 2G. Đề nghị đồng chí cho biết lộ trình cắt sóng 2G và phủ sóng 5G, 6G trên địa bàn tỉnh. Ngành thông tin truyền thông cũng đã chỉ đạo với các doanh nghiệp và cũng đã có văn bản gửi các địa phương thường xuyên phải rà soát và bất cứ một cái điểm lõm sóng nào thì phản ánh vào về thì chúng tôi sẽ tổng hợp để mà triển khai. Thế và hiện nay thì trên địa bàn tỉnh của chúng ta về cơ bản là sóng 3G, 4G, thế còn sóng 2G thì cũng chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi và theo chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông 2023 này sẽ chính thức tắt sóng 2G
đây là một lộ trình bắt buộc phải thực hiện để phục vụ cho chuyển đổi số. Còn đối với lại sóng 5G thì hiện nay là chưa được cấp phép băng tần. Với cái việc vừa rồi Quốc hội đã họp và chính thức là phê duyệt cái luật tần số sửa đổi, thì trong thời gian tới năm 2023, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có các cái thông tư nghị định để triển khai. Tuy nhiên thì ngành thông tin truyền thông chúng tôi cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông là rà soát và chuẩn bị sẵn hạ tầng. Khi mà được chính thức cấp phép băng tần 5G thì chúng ta sẽ triển khai thực hiện. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là nội dung cần được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 09. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nghị quyết số 124 ngày 4 tháng 11 năm 2022 về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trọng tâm trọng điểm, rõ nhiệm vụ giải pháp theo chức năng của từng cấp từng ngành. Đồng chí cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của ngành thông tin truyền thông trong thực hiện nội dung này. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đòi hỏi việc chuyển đổi số cũng cần phải chuyển động rất nhanh trên cơ sở tận dụng tối đa các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, vẫn còn nhiều việc phải thực hiện với quan điểm chuyển đổi số phải đi nhanh hơn và bền vững hơn, tập trung vào các yếu tố từ hạ tầng, dữ liệu nền tảng, nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Ngoài ra, quan tâm xây dựng bộ công cụ đánh giá, giám sát thường xuyên, thúc đẩy nâng cao chất lượng hiệu quả chuyển đổi số. Nếu như chính quyền số là sự mở đầu, thì kinh tế số sẽ là mũi đột phá tạo ra tăng trưởng. Tiếp sau đó là thúc đẩy du lịch số, thương mại, điện tử, giám sát, bảo vệ môi trường, trường học thông minh, xây dựng đô thị thông minh. Trong phiên chất vấn tại hội trường chiều nay, một trong những vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là việc cải thiện nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là dân cư ở vùng miền núi hải đảo, vùng bị nhiễm mặn, cũng được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm dành thời gian chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về vấn đề nước sạch được tỉnh Quảng Ninh xác định trong năm 2023, trong đó có việc nâng tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn lên 70%. Làm thế nào để đạt được các mục tiêu là vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98%. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh đạt trên 99,99%. Trong đó tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn năm 2009 của Bộ Y tế phải đạt trên 70%. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giải pháp cụ thể của ngành trong việc cụ thể hóa mục tiêu này trong thời gian tới như thế nào. Giải pháp mà để mà thực hiện được đến 70% theo mục tiêu của nghị quyết 12 của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thứ nhất ấy, là đối với 209 cái công trình hiện có phải rà soát lại hiện trạng công trình, đánh giá lại chất lượng công trình. Thứ hai ấy, là các công trình cấp nước tập trung mà chưa có hệ thống và xử lý ở đầu nguồn thì bằng các giải pháp để chúng ta đưa vào xử lý. Còn đối với những cái công trình cấp nước phân tán nhỏ lẻ thì xây dựng cái quy trình xác định cái nguồn nước đầu vào và xây dựng cái quy trình xử lý cũng như là mô hình quản lý do cộng đồng quản lý để mà thực hiện cái cấp nước cho dân. Cũng liên quan đến thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh làm rõ quan điểm, vai trò, giải pháp của đơn vị thực hiện nhiệm vụ cấp nước trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu này thì cần sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của chính quyền. Và trong đó thì có 3 tổ hợp chính là chính quyền, đơn vị cấp nước và nhân dân. Về giải pháp lâu dài thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tại kỳ họp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 thì cũng đã có chỉ đạo về việc lập đề án đảm bảo an toàn an ninh nguồn nước. Đề cập đến thực trạng các công trình cấp nước tập trung nông thôn tại một số địa phương như Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái chưa phát huy hiệu quả, tỷ lệ sử dụng nước thấp, người dân chưa yên tâm về chất lượng nước. Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, tổ đại biểu thị xã Đông Triều chất vấn việc đánh giá, giải pháp phát huy hiệu quả của các công trình này, cũng như quan điểm về việc chuyển cho tư nhân quản lý các công trình. Chúng tôi đang xây dựng một cái đề án theo cái hướng là các công trình tập trung đủ điều kiện triển khai thực hiện Nghị định 43 thì giao cho thực hiện đấu thầu nhà đầu tư để khai thác, quản lý cũng như vận hành.
để tăng cường cái hiệu quả quản lý cũng như giảm cái quản lý từ những cái mô hình quản lý nhà nước. Như về chất lượng nước cấp thời gian qua, nhiều cử tri kiến nghị chưa đảm bảo theo yêu cầu, tình trạng ống thép có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng nước được cung cấp cũng như đời sống sinh hoạt của cử tri. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước Sạch Quảng Ninh khẳng định, cùng với những giải pháp đã triển khai, đơn vị sẽ nỗ lực hơn nữa trong nâng cấp hệ thống cấp nước, đảm bảo chất lượng mỹ quan, tăng khả năng truyền tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt nhiệm vụ cấp nước phục vụ nhân dân. Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh, để thực hiện đạt mục tiêu đến hết năm 2023, 70% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia, trước hết các cấp các ngành cần nhanh chóng triển khai khảo sát, đánh giá đúng thực trạng sử dụng nước của người dân, cần tính toán cách tiếp cận tổng thể, đảm bảo tất cả mọi người dân có nước sạch sinh hoạt với mức giá phù hợp nhất, theo hướng công bằng nhất. Sau khảo sát phải có đề án cụ thể, có mô hình đảm bảo tính bền vững. Phải truyền thông cho người dân nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc sử dụng nước sạch, thay đổi thái độ hành vi trong việc sử dụng nước tiết kiệm, phải gìn giữ nguồn sinh thủy bền vững. Về chính sách tạo ra bước phát triển mới, phải xây dựng chính sách phù hợp với pháp luật để thúc đẩy mục tiêu được thực hiện nhanh hơn, trong đó phải gắn với các chủ thể cụ thể. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là mục tiêu tỉnh Quảng Ninh hướng đến. Vì vậy, các sở ngành phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa.